Nguyễn Trường Thọ đứng với 4, Nguyễn Đức Long chúng ta đứng với 5, Nguyễn Đức Dung Thái Thịnh đứng với số 6, Hoàng Cao Khải Huy Văn đứng với 7, Ngô Minh Chí Lăng Hạ đứng với số 8 và vị trí chuẩn bị. Đội bơi số 22 chung kết 50m tự do nam khối trung học cơ sở lứa tuổi 14-15 gồm Lương Gia Bình Đống Đa đứng bơi số 3, Cao Xi Lê Anh Nguyễn Trực Tọ đứng bơi 4, Nguyễn Đức Long Đống Đa đứng bơi 5, Nguyễn Đức Dung Thái Thịnh đứng bơi 6, Hoàng Cao Khải Huy Văn đứng bơi 7, Ngô Minh Chí Lăng Hạ đứng bơi 8 và vị trí xuất phát. Qua người ta cào chân mày ra. Để. Cái mấy cái nô. Người ta phải...